Giờ Phật. Kính thưa đại chúng, dịch bệnh COVID-19 lây lan khắp trên thế giới và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam chúng ta có 4 đợt bùng dịch. Đợt thứ tư này từ ngày 27 tháng 4 2021 cho đến hôm nay. 3 đợt dịch trước có phần nhẹ và ít thiệt hại hơn. Lần thứ tư thì tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp. Lây lan ở diện rộng, hình như toàn bộ nước Việt Nam của chúng ta. Trong đó thì Bắc Giang là nặng nhất, rồi kế đến là Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan tại thành phố quá nhanh, mặc dù lãnh đạo thành phố cũng đã cố gắng để khống chế, dập dịch. Thế nhưng do số lượng người ở thành phố Hồ Chí Minh quá đông, và dịch bệnh đã lan truyền khắp nơi trong thành phố. Từ một người lây lan ra nhiều người, rồi nhiều người lại lây lan ra nhiều người nữa. Do sự diễn biến phức tạp và trầm trọng như vậy, cho nên lãnh đạo thành phố đã đi đến quyết định là giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, 16 của chính phủ đã ban hành năm ngoái, thời gian là 14 ngày. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 2021. Trong thời gian từ đó đến nay thì mỗi ngày ở thành phố Hồ Chí Minh đều có những ca bệnh được phát hiện. Cho đến hôm nay đã hết thời hạn giãn cách là 14 ngày. Thế mà tình hình dịch bệnh cũng không có khả quan mấy. Có nghĩa là càng ngày số lượng người bệnh lại càng tăng chứ không có giảm. Vì thế mà người dân lại phải giãn cách xã hội thêm 14 ngày nữa. Theo thông báo của người lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì người dân không được tụ tập 5 người. Trong khi đó, chùa Hồng Pháp, số lượng chư tăng và Phật tử hiện đang tu học khoảng 200 người. Bây giờ không biết phải giải quyết như thế nào. Thầy có họp chư tăng và Phật tử lại, báo cho biết tình hình giãn cách xã hội như thế. Quý Phật tử có thể tạm thời về nhà tránh dịch, chừng nào hết thì trở lại chùa tu học tiếp. Thế nhưng họ ở chùa cũng khá lâu rồi, cho nên không ai muốn về hết á. Ai cũng thích ở chùa tu tập. Đối với chư tăng là người xuất gia ở chùa, không lẽ bây giờ lại về nhà tránh dịch. Người tu sĩ đã cắt ái ly gia, nghĩa là cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình, đến chùa tu học. Chẳng lẽ bây giờ lại về nhà ở thì không đúng với luật Phật. Do vậy cho Phật tử về thì cũng không đành, mà khuyên chư tăng về nhà thì cũng không đúng.
và cũng không thể chuyển chư tăng đi chỗ nào được hết á. Cho nên chùa quyết định đóng cổng để không ảnh hưởng gì đến ai. Tuy nhiên thầy cũng rất lo, bởi lẽ dù đóng cổng chùa nhưng chư tăng cũng phải đi chợ mua thức ăn. Khi đi ra như vậy, nếu lỡ tiếp xúc với người bị COVID-19 rồi về lây lan cho 200 người trong chùa thì phải nói đây là cái tai họa lớn chứ không phải nhỏ đâu. Mặc dù đóng cửa chùa thầy cũng còn lo nữa, lo cái bà cô đó, cô đây là corona đó, lo cho cái bà cô đó, bà đến viếng chùa, nếu mà bà đến viếng chùa thì rất là nguy hiểm cho đại chúng. Cho nên thầy có làm một câu lục bát là: bà cô ơi hỡi bà cô, chùa em đóng cửa, đừng vô nghe bà. Mà nếu bà cô có vô á, thì vào chính điện mà lễ Phật rồi ra, chứ đừng có dây dưa ở trong chùa. Thấy thầy nào đẹp trai rồi thương, khi thương ông thầy đó là cả chùa bị vạ lây đó bà cô. Bà thương một người mà cả chùa phải cách ly, tội nghiệp lắm. Thế rồi những gì thầy lo cũng đang tới gần. Bà cô này bà cũng đã lần mò về tới Hóc Môn rồi, ngay tại ấp Thân Thế Ba ở gần chùa Hồng Pháp của chúng ta đây. Hôm qua thì số lượng người mắc bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh là 135 người. Trong số đó có khoảng 18 người thì ở huyện Hóc Môn của chúng ta, cụ thể là ở xã Tân Hiệp của mình đây. Trong đó có 3 ấp, ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3, rồi ấp Thới Tây 1, cùng chung xã Tân Hiệp. Chùa mình thì lại nằm trong xã Tân Hiệp, cũng lại nằm trong cái ấp Tân Thới 3. Cho nên tối hôm qua nghe nói là 12 giờ bắt đầu phong tỏa toàn bộ ấp Tân Thới 3, ấp Tân Thới 2, rồi ấp Thới Tây 1 thuộc về xã Tân Hiệp. Như vậy chùa mình nằm trong khu vực phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, không có đi đâu hết trong vòng 14 ngày nữa. Theo chỉ thị của lãnh đạo thành phố thì chúng ta đã giãn cách xã hội lần 1 là 14 ngày rồi, lần 2 này là giãn cách thêm 14 ngày nữa. Đến nay lần 2 thì cũng đã được 7 ngày rồi, thì chỉ còn 7 ngày nữa là hết thời gian giãn cách. Thế mà bây giờ lại dính vào cái khu vực phong tỏa này, mình lại phải mất thêm 7 ngày nữa. Và thầy nghĩ tình hình này có thể cũng chưa kết thúc được đâu. Bởi vì mầm bệnh nằm trong người ta thì nhiều quá, không có phát hiện được. Đến chừng mà phát hiện được thì nó lây lan ra cho nhiều người khác rồi. Và cái biện pháp mà có thể chấm dứt COVID-19 đó là tiêm vaccine. Như chúng ta đã biết, ở Mỹ năm ngoái vấn đề dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của mấy trăm nghìn người và đứng đầu trên thế giới. Thế nhưng nước của người ta có phương án để có thể khống chế cũng như làm cho dịch bệnh được chấm dứt bằng cách họ đổ tiền ra đầu tư cho việc nghiên cứu vaccine. Và cho đến hôm nay ở Mỹ cuộc sống cũng đã tương đối là ổn định và người dân đã được tiêm vaccine cũng khá nhiều. Thế nhưng ở bên Mỹ vừa rồi Tổng thống Joe Biden có đưa ra chương trình gì đó để thưởng cho những người nào chịu tiêm vaccine. Thầy nghe nói chuyện này cũng thấy lạ, nhưng đây lại là sự thật đó quý vị. Bởi vì nước Mỹ tự do, nhiều khi dân họ không chịu tiêm vaccine. Mà không chịu tiêm thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất là cao.
Cho nên Tổng thống phải có chương trình khen thưởng cho người nào chịu tiêm vaccine để nhằm bảo đảm sự an toàn cho xã hội. Còn ở Việt Nam thì người dân mong được tiêm vaccine nhưng vẫn chưa có đủ vaccine để mà tiêm. Thế nhưng có một điều là mới sáng hôm nay là ngày 20 tháng 6 2021 đó, ở Bình Thuận có một người đàn ông 55 tuổi trưa ngày hôm trước tiêm vaccine AstraZeneca. Cái vaccine này là của nước Anh và nổi tiếng ở trên thế giới, đã được rất là nhiều nước tin tưởng và mua để tiêm cho người dân ở trong nước của mình. Thế nhưng ông này không hiểu sao khi tiêm á, chiều ngày hôm trước thì qua trưa hôm sau thì chết. Thì bây giờ chính quyền người ta đang điều tra xem cái lý do gì. Thì trước đây chúng ta cũng có nghe nói vaccine của Trung Quốc không bảo đảm an toàn, cho nên người ta sợ, không dám tiêm. Có nhiều nước người ta bỏ hết đi vaccine của Trung Quốc. Thế nhưng cái vaccine AstraZeneca này á, của nước Anh, nói chung là được cả thế giới người ta tin tưởng. Vậy mà khi tiêm vào thì cũng có người chết. Tất nhiên là bất cứ cái gì cũng vậy, không có thể là hoàn hảo 100% được. Bây giờ 1 triệu người tiêm vaccine của Anh, chỉ có 5-10 người chết thì xác suất cũng không bao nhiêu. Nếu chúng ta sợ tiêm thì vấn đề dịch bệnh sẽ giết chết còn gấp 100 lần, 1000 lần. Thí dụ bây giờ mình có 1 triệu người bệnh COVID-19 thì vấn đề tử vong cũng có thể lên đến cả 1000, cả 10.000 người. Còn trong khi đó mình tiêm vaccine cho 1 triệu người thì rủi ro có 5-10 người chết, so ra thì cũng không có là bao nhiêu. Do vậy chúng ta phải tin tưởng và nên tiêm vaccine để mà phòng ngừa. Chứ đừng nghe nói có người tiêm vaccine bị chết rồi cái mình không dám tiêm. Và cái vấn đề chết của họ nó cũng có nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là do cơ địa của người đó, chứ chưa chắc là do tiêm vaccine mà chết. Hiện tại hình như là ở Na Uy là nước đã chiến thắng dịch COVID-19 này. Và người dân đã trở lại cuộc sống bình thường, không phải đeo khẩu trang và họ không phải lo lắng gì về dịch bệnh COVID-19 nữa. Cách nay khoảng 10 ngày thầy có bàn với Chư Tăng, hiện tại tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và vấn đề giãn cách xã hội, cũng như có nhiều nơi bị cách ly, phong tỏa. Chúng ta cũng nên làm một việc gì đó để đóng góp cho người dân trong cái lúc khó khăn này. Lâu nay chúng ta thường làm từ thiện ở các nơi, nghe ở đâu có thiên tai, nhân tai thì chúng ta đến để làm từ thiện. Ít khi làm từ thiện ở huyện Hóc Môn của mình. Bây giờ cũng là cái dịp để mình có thể góp phần trong cái công tác từ thiện xã hội tại huyện nhà. Thầy mới nêu ý kiến là bây giờ đó, đối với những người có kinh tế khá thì dù có giãn cách hay phong tỏa cách ly gì đó một vài tháng, đối với họ cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng đối với những người mà làm ngày nào ăn ngày đó thì quả thật đây là một vấn đề rất khó khăn đối với họ. Thầy đề nghị Chư Tăng là sẽ ủng hộ cho mỗi một hộ là 10 kg gạo.
và mỗi một xã sẽ tặng là 100 phần. Vậy là mỗi một xã 100 phần là 1 tấn gạo. Khi thầy đưa ra ý kiến này thì quý thầy rất hoan hỷ và tán đồng. Sau đó thầy Tâm Trường có liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn đưa ý kiến này ra, và họ cũng rất tán thán. Đồng thời thầy Tâm Trường cũng có hỏi họ trong huyện mình có bao nhiêu xã. Họ trả lời là có 11 xã và 1 thị trấn, tổng cộng là 12. Như vậy là mình phát tâm ủng hộ là 12 tấn gạo. Việc làm của chúng ta thể hiện phần nào tinh thần từ bi của Đức Phật. Mình cũng chia sẻ những khó khăn của những người dân xung quanh huyện của mình. Tất nhiên cũng còn rất nhiều người khó khăn, chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Hôm trước giãn cách xã hội có nửa tháng, bây giờ kéo dài thêm nửa tháng nữa, mà cũng có thể là còn kéo dài thêm nữa. Như vậy thì những người có hoàn cảnh khó khăn đó sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Sắp tới chùa chúng ta cũng sẽ tiếp tục, tùy vào khả năng của mình, sẽ đóng góp thêm cho công việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở trong cái khu vực phong tỏa thuộc xã Tân Hiệp này. Hôm qua thầy có điện cho cô Hiếu, trước đây làm ở phòng vi tính. Cô nhà ở Vĩnh Long, gần cầu Mỹ Thuận. Thì khu vực đó trồng khoai lang rất là nhiều. Trong đợt dịch này người ta không bán được. Thầy có hỏi thăm thì đa phần là người ta trồng khoai lang ở đó để xuất khẩu. Mà bây giờ không xuất khẩu được. Bán thì không ai mua. Do vậy mà nhiều người mất trắng. Thầy nghe nói mà đau lòng. Người ta bỏ ra mấy trăm triệu đầu tư trồng, bây giờ khoai đào lên thì không bán được. Cho những người xung quanh thì cũng không hết vì nhiều quá. Cô có tâm sự là người thân của cô cũng có trồng 1 hectare khoai lang mà bây giờ cũng không bán được. Đào lên cho hàng xóm, còn không ai lấy thì cũng phải bỏ. Nghe cô nói vậy thầy mới bàn là nói thôi bây giờ thì chùa muốn mua khoai lang để gửi tặng cho những người dân xung quanh. Những người nào khó khăn thì họ lấy dùng, chứ để ở dưới đó bỏ thì phí quá. Thế là thầy nhờ cô đi liên hệ coi có chỗ nào ở khu vực đó có bán khoai lang thì mua giúp chùa, thì có thể chùa sẽ mua 10 tấn. Và tối mai họ chở lên tới chùa mình là khoảng 11 giờ đêm. Thế nhưng nghe nói phong tỏa không được vào thì thôi thì mình cứ bỏ ở ngoài cổng rào ở chỗ cách ly đó, rồi chở vào chùa. Sau đó đem phân phối cho những ai cần. Chắc có lẽ việc này mình cũng phải nhờ đến chính quyền xã Tân Hiệp giúp đỡ. Xã sẽ liên lạc với người dân để họ phân phối, chứ mình cũng không phân phối nổi. Nay mai khoai lang đem về thì nhờ chư Tăng với Phật tử chúng ta phát tâm vô bọc. 10 tấn thì nhiều lắm đó. Nếu thấy người dân dùng được thì mình có thể mua thêm. Cô Hiếu nói cái khoai lang này ngon lắm, bởi vì họ chọn giống trồng đem đi xuất khẩu. Nói chung thì chùa mình từ khi giãn cách xã hội ngày 31 tháng 5 2021 cho đến giờ thì cũng đóng cửa. Chùa đóng cửa cũng có nghĩa là đóng luôn thùng công đức. Thì có ai đi chùa đâu mà cúng. Thế nhưng nói đi cũng nói lại. Chùa mình á, mặc dù như vậy, cũng có những Phật tử ủng hộ.
và mình cũng phải lo vấn đề ăn uống hàng ngày. Hôm 31 tháng 5 đó, khi có lệnh giãn cách xã hội đó, có người chở cho chùa một xe tải lon nước trà sữa và cà phê. Rồi có người chở cả xe ba gác xoài và ổi. Vì họ sợ giãn cách không bán được, để lâu thì hư. Còn các loại nước trong lon để lâu cũng sẽ hết hàng. Cho nên họ gửi cúng chùa. Chùa thấy nhiều quá ăn uống không hết nên đem đi biếu người dân xung quanh. Gửi tặng cho cả chính quyền địa phương và bộ đội. Những người buôn bán này nghĩ cũng lạ. Một là bán, hai là đổ đi. Chứ họ không cho ai hết á. Thế nhưng đối với chùa thì họ sẵn sàng đem đến cúng. Họ cúng chùa, chùa dùng không hết cũng lại đem đi biếu cho người dân. Rốt cuộc họ không cho dân đem cúng chùa, chùa ăn không hết thì chùa cũng đem biếu cho người dân thôi. Chư tăng tu hành nó có phước đức là như vậy đó, không phải lo vấn đề ăn uống. Còn người dân lao động phổ thông á, thì khổ lắm quý vị. Làm ngày nào ăn ngày đó. Đã nửa tháng trời không làm rồi, bây giờ thêm nửa tháng nữa, không biết lấy cái gì để mà ăn. Rồi vấn đề con cái hoặc là các việc sinh hoạt trong gia đình đủ thứ hết. Nếu tình hình này kéo dài thì vấn đề cuộc sống và kinh tế của đất nước chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Hôm nay thầy cũng nêu lên vấn đề này cho đại chúng biết cái công việc của chùa chúng ta đang làm để cùng hỗ trợ. Khi mình biết tu á, thì hoàn cảnh nào cũng thấy có an lạc hạnh phúc. Chúng ta ít muốn biết đủ thì sẽ có an lạc hạnh phúc. Hơn nữa hiện tại thì chư tăng đang an cư kiết hạ. Nếu không bị phong tỏa thì chúng ta cũng ở tại chùa tu tập. Còn phong tỏa lại giúp chúng ta tinh tấn hơn. Vì sao vậy? Vì trước đây á, chúng ta nói là cấm túc an cư kiết hạ. Chứ chư tăng cũng có khi bận việc này, bận việc nọ là phải đi ra bên ngoài. Còn bây giờ nhờ phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập thì giúp chư tăng chúng ta tinh tấn, nghiêm trì, an cư kiết hạ hơn. Trong cái rủi nó có cái may là như vậy đó. Mặc dù chúng ta tu tập cho mình, nhưng trên tinh thần từ bi của người con Phật cũng cố gắng chia sẻ những khó khăn của đồng bào trong lúc giãn cách xã hội này. Nếu chúng ta ở chùa có ăn á, mà chung quanh người ta đói thì mình thấy cũng không yên tâm, không đành. Cho nên mình cũng cố gắng tìm cách chia sẻ cho những người xung quanh. Rồi sắp tới đây thầy sẽ có chương trình hỗ trợ thêm cho người dân ở trong xã của mình. Bởi vì bây giờ ba ấp ở trong xã Tân Hiệp này bị phong tỏa hết. Người dân trong ba ấp này cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng khó khăn nhất là những khu nhà mà người dân đến ở trọ. Và những người này mới đúng là đối tượng mình cần giúp đỡ cho họ. Bởi vì họ là những người ở trọ, họ đa phần ở những nơi khác đến để đi làm thuê, để kiếm sống. Những người đó kiếm ăn từng ngày, họ thực sự là khổ, và tiến thoái, lưỡng nan. Bây giờ đi đâu cũng không được. Mà ở thì có việc gì đâu mà làm. Hiện nay lại phải ở trong khu vực phong tỏa, đi ra cũng không được, mà đi vô cũng bị cấm. Thì biết làm gì đây? Thí dụ những người đó họ nghèo không có ăn thì không biết nhà nước tính sao. Cho nên đây cũng là một vấn đề khó khăn cho chính quyền địa phương. Thôi thì bây giờ chúng ta cố gắng tu tập, cầu nguyện cho dịch Covid này sớm chấm dứt, thì cuộc sống của người dân được trở lại bình thường. Chúng ta cứ gửi năng lượng từ bi, những thiện tâm đến những người khó khăn này. Tùy theo hoàn cảnh mình làm được gì thì cố gắng làm.
giúp cho mọi người bớt khổ. A Di Đà Phật.